Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái bài số 3 đúng không nào? Của cái đề số 9. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần hình học, đó chính là bài số 4 ha. Được chưa nào? Thì gần như là cái phần hình học á, nói về phần góc thì gần như nó giống nhau. Cứ tính số đo rồi chứng minh tia phân giác rồi vân vân. Thì quần qua quần lại chỉ có một số dạng đó thôi các em. Chứ phần hình học lớp 6 rất là đơn giản ha. Trên cùng một ngưỡng mặt phẳng, bờ là đường thẳng chứa tia OX. Vẽ hai tia OI OZ sao cho XOI bằng 60 độ và XOZ bằng 30 độ. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng thước đo góc để chúng ta vẽ nha. XOI 60 độ. Bài rất là dễ. Tia OX 60 độ thì chúng ta dùng thước, chúng ta đặt cái việc mà bây giờ thực hiện cái việc đo góc đây thì rất là đơn giản đúng không nào? Góc nhọn thì chúng ta lấy phía trong này 60 này. Đây, chúng ta nối dấu chấm này với cái góc O ra được cái góc XOY. Góc này bằng 60 độ nữa em. XOZ 30 độ. Đây, 30 độ rồi, thấy chưa nào? Như vậy góc này bằng 30 độ. Rồi. Ở đây người ta yêu cầu như đây các em. Người ta yêu cầu các em là tính số đo góc ZOY, dễ như ăn cháo đúng không? Thì đây tổng đây 60 mà đây 30, chắc chắn ở đây sẽ là 30 độ này. Bây giờ chúng ta chỉ việc lập luận để chứng tỏ cái tia OZ này tia nằm giữa hai tia OX và OY. Khi đó chúng ta có góc tổng XOY sẽ bằng cái góc nhỏ thứ nhất là XOZ cộng cho góc nhỏ thứ hai là ZOY. Để tính được ZOY các em lấy góc tổng trừ cho góc nhỏ thứ nhất này ra thì ra được góc nhỏ thứ hai. Hiểu chưa nào? Câu A này. Các em ghi giùm thầy là đầu tiên thầy chứng minh OZ này là tia nằm giữa bằng cách so sánh số đo của hai góc 60 độ và 30 độ ha. Trên cái nửa mặt phẳng bờ chứa tia OX có, như vậy chúng ta có góc XOY sẽ nhỏ hơn góc XOZ. Nhỏ hơn góc XOY ha. Ở đây cụ thể là 30 độ sẽ nhỏ hơn 60 độ. Đúng chưa? Đây Z các em nhé. Xin lỗi bỏ ở đây. Lỡ thầy lỡ tay thầy ghi á. Rồi nên từ đây chúng ta sẽ suy ra cái tia OZ nằm giữa hai tia OX với lại là OY. Khi mà tia OX thầy nói tia OZ nằm giữa hai tia OX và OY, chúng ta sẽ có là gì? Vì tia OZ nằm giữa hai tia OX, OY, ta có cái góc tổng ta là XOY sẽ bằng XOZ cộng cho ZOY. Mục đích của mình là đi tính ZOY nên từ đây chúng ta suy ra ZOY sẽ bằng góc tổng là XOY trừ cho XOZ sẽ bằng 60 độ trừ cho 30 độ thì sẽ bằng 30 độ. Ta đi sang câu B. Hình vẽ và câu A như vậy chúng ta đã hiểu chưa nào? Câu B. Tia OZ có là tia phân giác của góc XOY không? Vì sao? Thì em thấy rằng là chúng ta đã chứng minh cái tia OZ này là cái tia nằm giữa rồi. Thứ nhất là nằm giữa. Để mà nó là tia phân giác thì thỏa mãn được hai điều kiện. Thứ nhất là tia đó phải tia nằm giữa. Và đồng thời nó chia cái góc tổng này thành hai góc nhỏ bằng nhau. Chứng tỏ hai góc này chúng ta vừa mới tính cái góc ZOY bằng 30 độ. Chứng tỏ hai góc này mỗi góc bằng 30 độ là bằng nhau. Chứng tỏ chúng ta suy ra cái tia OZ này sẽ là tia phân giác của góc XOY. Hiểu chưa? Câu B các em. Chúng ta ghi như này. Ta có
có hai điều kiện này, XOZ bằng ZOY, ở đây là bằng 30 độ. Đó, ta ký hiệu đây là 1. Cái tia OZ là cái tia nằm giữa hai cái tia OX với lại là OY. Ta ký hiệu đây là 2. Được chưa nào? Kem ghi này là từ 1 và 2. À, chúng ta sẽ suy ra cái tia OZ là tia phân giác của cái góc XOY. Nó thỏa mãn hai điều kiện như vậy thì chúng ta suy ra nó sẽ là tia phân giác. Thứ nhất là cặp góc nhỏ này sẽ bằng nhau, thứ hai là nó phải nằm chính giữa. Hiểu chưa? Ta sang câu C nha. Ta có câu C nha. Gọi OT là tia đối của tia OZ. Tính số đo của góc TOY. Tia đối thì chúng ta biết rồi. Chúng tỏ cái tia OT nằm bên đây, khác phía với tia OZ. Đó. Người ta yêu cầu cái em tính số đo của góc TOY. Góc này. Như vậy thì ở đây các em thấy này, hai cái tia OT và tia OZ là hai tia đối nhau, chứng tỏ cái góc ZOY và cái góc TOY là hai góc gì? Kề bù. Kề bù thì tổng số đo của nó cộng lại bằng 180 độ. Mà góc đây em ta vừa mới tính xong là 30 độ thì chứng tỏ góc này sẽ là 150 độ. Góc tù. Em hiểu chưa nào? Em lập luận ở đây. Câu C. Vì OT và OZ là hai tia đối nhau. Đó nè. Hai tia đối nhau. Nên ZOY với lại là IOT là hai góc kề bù. Các em hiểu nào? Đấy. Ok, IOT với lại IOZ là hai góc kề bù. Nên khi nó đã hai góc kề bù thì tổng số đo của hai góc này sẽ bằng bao nhiêu độ? Sẽ bằng 180 độ. Từ đây chúng ta suy ra góc IOT chúng ta còn phải tính là bằng 180 độ trừ cho góc ZOY. Nghĩa bằng 180 độ trừ cho 30 độ thì kết quả ở đây sẽ bằng 150 độ. Ha, vậy. Vậy, cái góc IOT chúng ta sẽ tính bằng 150 độ. Được không? Hiểu chưa nào? ZOY theo câu A là 30 độ. Được không? Đây. Câu A nghe. Câu B. Câu C. Được chưa nào? Như vậy thì trong quá trình học thì các em nhớ like, comment, tích cực, chia sẻ bài giảng cho thầy. Đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông nhé. Các em cũng đăng ký giùm thầy vào cái kênh thầy Quang Vlog các em nhé. Chúc em học tốt, nhớ chúng ta học phải có năng lực và các em tự giải. Sau khi các em giải xong thì các em muốn đối chiếu xem kết quả cách trình bày trên video bài giảng của thầy nhé. Để các em xem thử cái chỗ nào mà chúng ta trình bày sai hoặc là cái kết quả chưa đúng thì chúng ta sửa lại để chúng ta học tập theo. Có như thế chúng ta mới tiến bộ được. Ok. Được chưa nào? Ok. Bye bye các em nhé. Trong clip sau thầy giải cho các em bằng bài số 5 này.
Bài số 5 này nó mang tính chất quy luật rất là nhiều nha. Các em tự giải cho thầy nha, cái bài này nha. Ok, cái bài các em.